无惊无险无后顾地，我会冷争气，人生如低到就贴地，转角有转机，转着也在瞬间如像了收费，留下会是我的知己，就是伤悲沉托欢喜，就是酸苦涩亦要细味，就是分开叫我想起，路上有你很美，苦心着甜着甜美，苦心着甜美。Cô Mùi, cô Mùi, cô Mùi, người đừng qua đây. Cô Mùi hãy nghe tôi nói. Anh không cần nói nữa, tôi không tin anh đâu. Cô Mùi, anh có biết không, bao nhiêu năm nay tôi sống thế nào. Anh vốn không hiểu cảm nghĩ của tôi, tại vì anh không phải thái giám. Anh chưa hề thử bị người ta coi như là quái thú. Anh chưa hề nếm mùi không thể ngẩng đầu lên làm người. Anh càng không hiểu nỗi khổ khi anh yêu thích một người nhưng lại không thể đi yêu. Tại sao, tại sao anh trao đổi số thẻ mà anh không lên tiếng? Tại sao anh cứu tôi lại không để tôi chết? Tại sao tôi phải coi anh là ân nhân cứu mạng, coi anh như là huynh đệ thân nhất? Tại sao, tại sao, sao anh tàn nhẫn vậy? Cô Mùi, anh đã vì chuyện này mà tự trách rất lâu. Đừng có như vậy có được không? Tôi biết anh tự trách tới nỗi cả cô cũng nhường cho tôi. Thì ra mấy lâu nay anh tốt với tôi là muốn bồi thường cho tôi. Nhưng tôi cho anh biết, tôi không cần anh tội nghiệp, tôi không cần anh bố thí cho tôi. Tại vì anh làm vậy, tôi chỉ thấy mình giống một thằng hề, anh có biết hay không? Cô Mùi à, cô Mùi, cô Mùi hãy đánh tôi đi. Đánh tôi được thêm một chút. Đánh tôi đi. Đứng lại. Anh có thể cho tôi chút tôn nghiêm có được không? Kể từ hôm nay, đường ai nấy đi. Chúng ta không phải là huynh đệ nữa. Tại vì từ nay tôi không muốn thấy mặt anh. Cô Mùi, Nhật Lan, từ từ thôi, cô chờ mình nè, cô chạy. Tiết Mùi, Tiết Mùi, mẹ bắt em đi, bác sĩ kìa, nhị sư huynh, em không muốn đi, em không muốn đi. Được, có nhị sư huynh ở đây, không có ai ép được em. Nè, nhưng mà phải dừng lời, em có bệnh thì phải uống thuốc và coi bác sĩ, chờ khi em lành lại mỗi ngày anh tới chơi với em. À, được, mỗi ngày anh chơi với em. Tại vì em không muốn chích thuốc. Em... Được rồi, không chích thuốc cũng được, nhưng mà nhất định phải uống thuốc. Nhật Lam, mẹ mua bánh cho con ăn để giải đắng. À, được. Nhị sư huynh, hứa với em, không được gạt em. Em uống thuốc rồi, mỗi ngày anh phải tới chơi với em hả? Được rồi, không có gạt em. Nè, qua đây ngồi. Ngồi xuống trước. Ngoan. Tình trạng của thế nào? Đã thấu hiểu được tình trạng sơ bộ của cổ. Coi bộ là vì kích thích lớn cho nên đã bị trở cân cũ. Trường hợp này thường hay xảy ra cho những người có bệnh tinh thần. Có khen phục được hay không?
Các vị không cần phải lo lắng quá. Trước đó cô cũng đã từng khang phục, thì mai này cũng có cơ hội để khang phục lại. Hãy cho cô uống thuốc để được ổn định lại. Các người đừng có kích thích với cổ nữa. Cứ nhắc lại thêm những chuyện xưa với cổ thì bệnh của cổ sẽ từ từ được lành lại ngay. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn. Tôi xin phép. À phải, ông chủ Nhậm. Đệ Nhật Lam có thể sớm ngày lành bệnh. Hy vọng là ông hề có rảnh là tới đây để thăm cổ ngay. Mặt này thì không sao. À phải, tôi quên nói với cô, cô muội tạm thời ở trong nhà của tôi. Cô muội ở bên ông à? Tôi thấy dạo này nó không được vui. Tôi là sư phụ của nó, có trách nhiệm chăm sóc cho nó. Tôi kêu nó tạm thời ở trong nhà của tôi. Cô không ngại chứ? Làm gì có. Có ông săn sóc cho ảnh, tôi càng yên tâm. Ôi à. Mợ nhỏ à? Hả? Cứ như vậy hoài không phải là biện pháp. Thì đúng, chúng tôi phải phụ trách mặt tiền, lại phải xuống bếp nấu đồ ăn, buôn ba như vậy thiệt là hụt hơi đó. Hải khoan nói, xuống nhà bếp thu dọn rồi nghỉ việc đi. Thôi khỏi, không cần. Nè, mấy cái việc đó cứ giao tôi làm. Hôm nay ba người đã mệt lắm rồi, mau đi về nghỉ ngơi. Vậy chúng tôi đi trước. Giúp tôi dọn dẹp chén dĩa. Cũng là tại tôi. Tôi bảo Hải hỉ tương phùng. Bỏ đi, còn nói mấy cái chuyện này làm gì. Nếu muốn bận rộn thì hãy cần cù một chút. Bây giờ cụ muội đã dọn qua ở với Nhậm Phi Dương, cụ muội thì là đơn thuần. Tôi lo là cái thằng đó không biết nói gì đi về phạt cụ muội. Nếu như anh sợ hay là gì, anh đi kiếm cụ muội nói rõ chuyện này. Chỉ cần anh có lòng thành, tôi tin cụ muội sẽ hồi tâm chuyển ý. Tôi đi kiếm ảnh chỉ khiến ảnh thêm bực bội, có thể bị phản hiệu quả. Nếu như mà cần người có lòng thì nhất định phải kiếm cô. Được, anh muốn tôi xử thế nào? Nhưng mà nhà mình coi chưa có đủ. Nếu kiếm luôn chú Phát, Thiên Phát cùng nhau đi nói thì càng hay. Bây giờ cha với nhị nương họ sẽ có thành kiến với anh, coi bộ họ sẽ không giúp anh. Chính vì họ có thành kiến với tôi mới có thể giúp tôi lần này. Cầm đũa. Gà hôm nay thiệt ngon quá. Cô muội anh chưa có biết thôi, lúc mà anh đi giảng đồ ăn của chúng tôi không phải quá mặn thì quá lẹt, thì là khó ăn quá. Cái thằng khỉ này, má bỏ công làm cơm cho mày ăn, mày còn chê bai đủ điều. Thằng con có sao nói vậy thôi. Nói thật á, chính muội, đồ ăn của cậu thì ngon hơn của con Băng nhiều. Phải, đồ ăn của cửu muội nấu là ngon nhất mà. Nhưng nói trở lại, cửu muội ở đây làm giúp việc nhà cho tôi là tôi được nhẹ nhàng nhiều hơn. Cửu muội à, thật ra chừng nào mới chịu dọn về đây? Thì phải, dọn về đây ở chung với cả nhà sẽ được vui hơn. Thì phải, dọn về đi. Có phải cậu không muốn nhìn thấy thằng tồi đó cho nên không có dọn về đây? Hi già, còn nhắc tới cái tờ đó làm gì? Giả thần giả quỷ không có câu nào thiệt, đúng là đồ báo hại mà. Người ta nói là giang sơn dễ đổi, bản tánh nan di. Cái thứ dân này phóng hỏa giết người, hiếp đáp cướp bóc, có chuyện gì không dám làm? Anh cũng không tệ tới nỗi vậy. Tóm lại chúng tôi quyết định rồi, từ nay không cho thằng tồi đó bước vào nhà chúng tôi nữa bước. Vậy là cậu khỏi phải lo nữa. Con nghe chưa, khỏi cần phải suy nghĩ, dọn về đây ở chung. Cậu muốn dọn về nhà họ Liên? Phải, cho nên tôi... Mấy hôm trước cậu nói với tôi là không muốn gặp người nhà họ Liên mà, bây giờ thay đổi ý định. Sư phụ, thật ra tôi chỉ là không muốn gặp Mã Vĩnh Trình. Chú Phát với lại Song Xuân họ tốt với tôi lắm, họ thiệt muốn tôi về. Họ không nỡ xa cậu, hay là thấy thiếu cậu thì không được. Cậu muội, cậu là một nhân tài. Bỏ mặc là ở Hỷ Tường Phùng hay là nhà họ Liên, cậu cũng giúp được cho họ. Họ muốn cậu về ở là muốn tiếp tục lợi dụng cậu. Sư phụ, tôi nghĩ ông đã hiểu lầm. Cả nhà của họ rất là tốt với tôi. Sao cậu lại ngây thơ tới như vậy, dễ dàng tin người ta? Như là Mã Vĩnh Trinh, lúc ban đầu cậu cũng tin nó mà. Cậu đừng nghĩ là cậu xử vậy với người ta thì người ta cũng xử tốt lại với cậu. Cậu không muốn bị người ta lợi dụng, bị người ta gạt, thì nhất định phải khiến bản thân của mình mạnh mẽ hơn người khác. Tới chừng cậu có sự nghiệp rồi thì mới thật sự đường đường chánh chánh trở thành một nam tử hán đại trượng phu, không bị ai khi dễ nữa. Sư phụ, tôi phải xử thế nào? Nè, cậu muốn về Hỷ Tương Phùng cũng được, tôi không cản cậu. Nhưng mà
cậu phải làm theo lời của tôi. Tông chủ Nhậm đòi nhập cổ Hỷ Tương Phụng. Không sai. Thứ nhất, tôi muốn vì tiểu sư muội và tam sư đệ làm chút chuyện, làm tốt lại Hỷ Tương Phụng. Thứ hai, tôi vì đệ tử của tôi, Cửu Muội. Cửu Muội? Tôi biết là Cửu Muội có cảm tình đặc biệt với lại Hỷ Tương Phụng. Tôi muốn đem Hỷ Tương Phụng trở thành sự nghiệp chung thân của nó. Ý của ông là cổ phần Hỷ Tương Phụng của ông sẽ giao hết cho Cửu Muội? Không sai. Lần này Cửu Muội trở về Hỷ Tương Phụng, nhiệm vụ đầu tiên là phải lấy cho được quyền thi đua trù nghệ của tỉnh Cả Ngáo. Cho nên tôi mong là các người có thể hợp tác với lại Cửu Muội. Mẹ, cho nhị sư huynh nhập cổ đi. Nếu Nhược Lam cũng đồng ý, được. Sẵn trước đây Hỷ Tương Phụng đã sửa sang lại, chúng tôi còn thiếu tiền của ông chủ Nhậm. Từ bấy lâu nay chúng tôi thiếu nợ cũng nhiều. Ông chủ Nhậm nhập cổ Hỷ Tương Phụng phù hợp với lợi ích của đôi bên. Mẹ, mẹ thấy thế nào? Cả con đều đồng ý. Mẹ không vậy. Song Xuân à, cô suy nghĩ kỹ chưa? Coi bộ ổng không phải chỉ muốn hùng vốn Hỷ Tương Phụng đơn giản như vậy. Tôi có thể đảm bảo với các vị, tôi quyết không nhúng tay vào nghiệp vụ của Hỷ Tương Phụng. Quyền quyết sách tôi giao lại cho Cửu Muội. Kể từ hôm nay, ông chủ Nhậm là cổ đông lớn nhất của Hỷ Tương Phụng. Cửu Muội cũng sẽ trở về Hỷ Tương Phụng. Hãy cho một tràng pháo tay để hoan nghênh họ. Có chuyện gì sao lại có vẻ éo le quá? Hỷ Tương Phụng sở dĩ bị thất bại là bởi vì các người đã dùng phương pháp quản lý cũ. Tôi hôm nay đính lập một cái luật thường pháp. Thứ nhất, thường giữ tươi là phải thường giữ đồ ăn lúc nào cũng được tươi. Thứ năm, thường cảnh giác là phải để ý sở thích của người khách hàng. Ấy nè, thường lỗ hả? Tôi nhớ, để tôi, không sao. Mời. Làm ơn. Tới ngay. Ê, ê, ê. À, để cho tôi, đừng có lo nữa. Tôi đã biết là sẽ kêu món gì. Ê, bác Hỷ, áo của bác. À, tôi biết rồi, à, thường sạch sẽ. À, tôi đi thay áo khác. Khi không làm cái gì, lục thường pháp bám sát nghiêm ngặt, theo tôi sớm muộn sẽ bị thất thường. Thôi bỏ đi, quan mới lên nhậm thì phải ra ngoài. Nghĩ tình của bà chủ nhỏ, chúng ta hãy nhẫn nại một chút. Phải, đành làm theo thôi. Để tôi lấy chén xuống bếp. Lần này nhất định bị khai trừ rồi. Được rồi, đừng nói thêm nữa. Có tài không mà. Đừng có lo, để mấy cái người ta sẽ không biết. Đừng có để cho cụ mụ biết. Tôi lấy chỗ sao quét. Mới nè, chuyện gì mà ồn ào vậy, chuyện gì? Ai đập bể cái chén này? Bác Hỷ, là bác à? Cũng muội, không có phải đâu. Không cần nói, chén này là do tôi đập bể. Thường tiết kiệm, anh muốn phạt thế nào, cái việc nói. Mã Vĩnh Trinh, đừng tưởng gánh tội cho người ta là vĩ đại đâu. Không phải anh nói đền là đền, nói phạt thì phạt. Dù có phạt, cũng phải có kiến thủ với Hỷ Tương Phùng mới được. Được, có kiến thủ với Hỷ Tương Phùng. Anh muốn phạt thế nào thì cứ phạt đi. Đồ xào thiệt ngon, nước sôi trà thơm. Nhà hay uống trà Hỷ Tương Phụng. Ăn cơm Hỷ Tương Phụng xin mời vào. Trời đất ơi, kìa trời nóng, đừng có treo cái bảng ở đó. Bộ muốn tắm nắng hay sao đây? Thì phải, kết quả đụng chạm tới ông chủ mới là như vậy. Vừa rồi môi móc nói với tôi, trước cửa Hỷ Tương Phụng có trò khỉ. Wow, thì ra là anh Trinh đã, thì là tội nghiệp quá đi. Quan Thiếu Nhân, Quan Thiếu Nghĩa. Nhậm công tử. Bây giờ hai người rảnh rỗi lắm hay sao? Các khánh lầu không cần làm ăn à? Nhậm công tử, xin lỗi nha, bây giờ chúng tôi về ngay lập tức. Cảm ơn vừa rồi em bưng cho anh. Khách sáo làm cái gì? Dù sao anh cũng là anh của em. Họ tới mỉa mai anh thì có nghĩa là mỉa mai em. Thật ra em biết anh có thành kiến sâu nặng tới ba em. Hay là thế này, nếu như anh chịu hứa không chăm chích tới ba em nữa, chuyện anh bán rẻ em với sushi coi như chưa hề xảy ra. Đồng ý thì bắt tay. Sushi. Thắng Thiên. Em về hồi nào? Dạ, ông chủ Nhậm đã phái người Hồng Kông tới đi đón em về. Là ba? Thật ra thì sau chuyện lần đó,
Em thật không dám cầu mong là có thể được ở chung với anh. Nhưng mà ông chủ Nhậm, nói thật, hôm xưa bà phản đối hai đứa ở chung với nhau là vốn nhìn thấy hai đứa không thích hợp với đối phương. Nhưng mà sau đó bà thấy Sushi bỏ đi rồi, con thiệt đau lòng. Thì bà mới biết là hai đứa thật lòng thật dạ yêu nhau. Cho nên bà con mới phái mạng đế tới Hồng Kông để kiếm Suzy và giúp cho cổ giải quyết những vấn đề. Từ nay hai đứa có thể ở nhau yên lòng, không có lo là ai tới phá. Cảm ơn bà, rốt cuộc chúng ta có thể ở chung với nhau. À, ba má, từ nay con nhất định sẽ nên thân, cố gắng làm việc để đền đáp công ơn của ba má. Thắng Thiên à, em có chuyện này rất quan trọng, em muốn nói với anh. Xong xuôi số cuộc đã lập được linh vị cho cha, đã tròn tâm nguyện. Bây giờ chúng ta đi chúc mừng ở đâu đây, hay là đi ăn bữa ngon? Anh lập linh vị cho ba tôi, tôi nghĩ từ nay chúng ta không cần gặp mặt nữa. Thắng Thiên, xảy ra chuyện gì? Tôi dẫn anh đi gặp một người, anh sẽ biết xảy ra chuyện gì. Kim Phụng, hai người số cuộc đã chung mà. Mã Dĩnh Trinh, anh không cần đóng kịch trước mặt tôi nữa. Kim Phụng đã kể hết với tôi về những chuyện bậy bạ của anh rồi. Tôi đã làm chuyện bậy gì? Uổng cho anh coi tôi là em ruột của anh, thì ra đều là giả dối. Hôm xưa anh biết Sushi gần gũi tôi, nhưng mà anh vì muốn kiếm lời. Sau khi anh biết được chúng ta là anh em ruột thịt, anh rõ ràng đã muốn lợi dụng quan hệ này, muốn kiếm lời trên mình của ba tôi. Nhưng mà anh phát giác anh hoàn toàn vốn không thể thay thế địa vị của tôi trong lòng của ba tôi. Rồi thế nào? Anh đã dùng chuyện vũ nữ để uy hiếp Sushi, dạy cô bỏ trốn lìa xa tôi. Mục đích là muốn tôi rời khỏi ba tôi, để anh có thể độc chiếm gia sản của ổng, có đúng không? Anh vốn không có làm như vậy. Anh có thể thề với trời, không cần hỏi nhất định là Nhậm Phi Dương đã nói với em, em đừng có nghe lời của nó. Nó thật sự muốn dèm pha tình cảm hai anh em của mình mà. Anh đã sai rồi. Chuyện bậy của anh không phải ba tôi nói với tôi, mà là chính miệng của Sushi nói với tôi. Anh không còn gì giải thích chứ? Kim Phụng, sao cô nói như vậy? Tại là anh ép tôi hợp tác với anh trước, rồi cuối cùng anh còn bán rẻ tôi, khiến ai nấy cũng đều biết tôi là vũ nữ, báo hại tôi với Thắng Thiên, xếp chứ không thể ở chung với nhau. Tôi không hề làm vậy, sao cô đổ qua cho tôi? Đủ rồi Mã Dĩnh Trinh, tôi cảnh cáo anh, nếu như anh còn dám đụng tới Sushi, tôi sẽ không còn nghĩ tình anh em nữa đâu. Nhưng mà vậy, anh đã làm bao nhiêu chuyện xấu sau lưng, tôi cảm thấy anh không còn làm huynh đệ được nữa. Hai đứa làm xong chưa? Ba giờ chỉ qua tiền đường đi ngang đây, nên là đón hai đứa đi chung. Nhậm Phi Dương, khỏi đó cũng biết lòng mua chuộc Kim Phụng kia của nó như vậy, để dèm pha cảm tình hai anh em chúng tôi. Vĩnh Trình, tuy tôi và cậu không có cảm tình thâm hậu, nhưng dù sao cậu là con trai của đại sư huynh, và còn là anh của Thắng Thiên. Trong phạm vi khả năng của tôi, chỉ cần cậu mở miệng và tôi có thể làm được, thì tôi nhất định giúp cho cậu. Cậu cần chi phải bày mưu lập kế, bao hại em cậu, bao hại cả đám người không được vui. Phải, giỡn nhiều trò làm gì? Anh Long, Hải Yên Chi, tất cả những chuyện đều chuẩn bị theo anh căn dặn. Chỉ cần ngày mai Nhậm Phi Dương xuất hiện, chúng tôi sẽ thủ tiêu nó. Cảm ơn anh Long. Hẹn gặp 10 giờ sáng mai. Nhậm Phi Dương. Tại sao tôi ở phòng củi? Ai đã trói tôi lại? Nè, bớ người ta, có ai đó không? Anh đã tỉnh. Phải, xong xuôi cô tới đúng lúc. Làm ơn cởi trói giùm tôi, tôi có chuyện quan trọng phải đi làm. Mau lên. Tôi biết anh muốn đi kiếm Nhậm Phi Dương. Chuyện tôi qua nói với là anh Long, tôi đã nghe hết. Cô đã trói tôi lại? Phải. Tối qua tôi đã bỏ thuốc mê vào rượu của anh. Tôi không muốn anh gây ra lỗi lầm. Tôi không muốn anh đi kiếm Nhậm Phi Dương để mà trả thù. Cô đi đâu kiếm được thuốc mê? Xin lỗi sư phụ, thuốc mê là của con, đưa cho dì Xuân. Con lì xì cả mày cũng bán rẻ tao? Con không phải bán rẻ không? Tuy chúng ta làm bị bợm cả ngày đi lừa gạt, nhưng mà giết người là tội lớn, tôi không thể nào bỏ mặc. Con nghe chưa? Con lì xì còn hiểu biết hơn cả anh.
Đã lớn rồi còn đi làm mà cái chuyện khờ dại. Tôi có nói đi giết Nhậm Phi Dương hồi nào? Phải, tôi đã hẹn với Độc Nhãn Lồng thừa lúc Nhậm Phi Dương ra trấn bắt giữ ổng, hù ổng thôi. Kêu ổng nói ra tội hạnh của ngày hôm xưa. Tôi không hề đòi giết Nhậm Phi Dương mà. Nghĩa là anh định bắt cóc hả? Cái tội này cũng rất lớn đó. Tôi không bắt cóc. Bà nhỏ, cái ông này nói là cái chuyện quan trọng muốn kiếm mà. Anh Trinh, kiếm được anh thiệt hay. Cậu hai xảy ra chuyện. Ông chủ, tôi đã dẫn anh Trinh tới. Thắng Thiên thế nào? Đang ở đâu? Đang ở trong đó làm phẫu thuật. Nó bị chảy máu quá nhiều, bác sĩ nói tình trạng nguy hiểm. Sao Thắng Thiên để bàn việc làm ăn, không phải ở trong xe sao? Cũng tại tôi làm việc bất lực, bị mắc bẫy cái đám sơn tặc. Đáng lẽ định là đuổi đi cái đám sơn tặc. Đột nhiên cậu hai xuống xe tới giúp tôi. Sơ ý bị lăn xuống núi. Cuối cùng cái đám sơn tặc cũng chạy mất. Cũng tại tôi. Nếu như cái đám sơn tặc gì tôi mà tới, chết chứ tôi phải là tôi chứ. Thắng Thiên thì vô tội mà. Cho dù có ân oán gì, không nên liên lụy tới nó. Bác sĩ, Thắng Thiên thế nào? Cậu đã bị mất máu quá nhiều, không phải truyền máu kịp thời. Nhưng máu của anh hơi đặc biệt. Vì rồi các người nói là có một cần thân tới quyên máu, đã tới chưa? Trinh à, tôi xin cậu, cậu hãy cứu Thắng Thiên giùm. Tôi thiệt lo là nó sẽ... Cậu cứu được Thắng Thiên, từ nay cậu muốn sao thì sao? Tôi xin anh Trinh. Bác sĩ, tôi đã sẵn sàng. Anh đừng có đi mau quá, anh vẫn chưa có lành lại hết. Yên tâm đi, bác sĩ đã cho anh xuất viện thì có nghĩa là anh đã không sao. Hơn nữa anh ăn nhiều canh gà của má nấu rồi. Bây giờ thấy con không sao, má mới ăn và ngủ được thôi. Nói trở lại, con thì phải ăn thêm canh gà để mà tẩm bổ. Bà, con muốn qua nói vài câu với anh Trinh. Tại sao anh phải cứu em? Nếu như người nằm trong phòng phẫu thuật chờ truyền máu là anh, anh nghĩ em cũng sẽ làm như vậy? Hơn nữa dù sao cũng là anh liên lụy tới em. Từ cái ngày bị thất lạc em ở 20 năm trước cho tới hôm nay em bị như vậy, tất cả những việc đều là trách nhiệm của anh. Chỉ cần có thể bồi thường cho em, khiến cho em có một cuộc sống vui vẻ, việc gì cũng làm hết. Ý của anh là... Em hiên chí, từ nay không chăm chích Nhậm Phi Dương nữa. Anh đã nghĩ thông suốt, mấy việc khác vốn không quan trọng. Chỉ cần em được bình yên vui vẻ là anh cảm thấy được vui. Điều quan trọng nhất là dù thế nào chúng ta cũng là anh em. Alo. Ông chủ Nhậm hả? Đúng, anh lại đi. Chúng ta vốn không quen biết, nhưng mà có một người bạn đã kéo tôi nhập chung với ông chủ Nhậm. Anh đang nói cái gì? Tin rằng ông chủ Nhậm còn nhớ được một người kêu là Đồng Đại Quý. Nhị sư huynh, đố anh biết em là ai? Tiểu sư muội. Chơi không vui. Mới đây đã bị anh đoán trúng rồi. Ngoài em ra còn ai kêu anh là nhị sư huynh nữa? Phải ha. Tại sao em lại ngu như vậy? Nhị sư huynh à, anh coi em đã lấy gì cho anh ăn nè. Là bánh quế quà. Anh coi có ngon hay không? Nhị sư huynh, anh có tâm sự à? Không. Anh đang suy nghĩ chuyện thôi. Nhị sư huynh, có chuyện gì không vui thì nói ra, vậy là sẽ được vui. Em cũng thấy nhìn thấy tướng anh như vậy. Anh thấy ông trời thì là bất công. Không lẽ một người đã làm lỗi rồi thì không có cơ hội trở mình hay sao? Cho dù hắn làm bao nhiêu việc đi hàng gắn thì cũng vô dụng. Nhị sư huynh, tại sao lại nói vậy? Nhị sư huynh, em biết anh nhất định là ăn cắp đồ của người ta.
Em nhớ cha có nói, làm lỗi là phải sửa đổi. Để em lén nói với anh nha, em cũng đã từng làm lỗi. Tiểu sư muội, em ngoan như vậy sao làm lỗi chứ? Em nhớ cha có phạt em chép bài, em không muốn chép, rồi em lén lén từ lúc cha sợ ý chạy ra ngoài chơi. Hồi về hôm đó trời lạnh, em mặc cái áo mỏng bị lạnh rồi sau đó đã trở bệnh. Nhị sư huynh tuyệt bậy, anh lại cười người ta. Được rồi, nhị sư huynh không cười em nữa. Không được, em bắt nhị sư huynh phải cho em biết anh làm lỗi gì để em cười lại anh. Anh không phải là không muốn nói với em, chỉ sợ nói ra rồi thì em sẽ giận anh. Làm gì có. Em biết nhị sư huynh nhất định là mắc cỡ ha. Hay là vậy, em nhắm mắt lại không ngó anh, vậy là anh không mắc cỡ. Anh nói đi. Nhị sư huynh. Tiểu sư muội, thật ra anh... Ông chủ nhậm đã tới giờ đi gặp khách. Nếu ông còn nhớ thì phải đi gặp người khách nào. Xin lỗi tiểu sư muội, hôm nay có chuyện quan trọng đi làm, khi khác nói chuyện với em. Thử hỏi có phải thức chết hay không? Rõ ràng thấy những sư huynh nói ra miệng rồi lại bị cái con La Mạn Đế đó cản lại. Lần sau không biết lúc nào mới có cơ hội này. Nhật Lam, sẵn bây giờ Mã Vinh Trinh đã quyết định là sẽ không truy cứu nữa, chuyện cũ hãy bỏ qua đi. Tôi cứ thấy chị cứ giả điên như vậy ở gần Nhậm Phi Dương rất nguy hiểm. Tôi không đi điều tra thì không ai điều tra nữa. Bộ chị đã quên à, cái chuyện mà hai người đàn bà hẹn đi thả diều của lần trước không phải lần nào cũng được may mắn như vậy đâu. Tôi không sợ. Chuyện năm xưa bất cứ giá nào tôi cũng phải điều tra minh bạch. Tôi không để đại sư huynh bị chết oan. Chết đi rồi còn phải mang một tội oan. Còn về Vĩnh Trinh không muốn điều tra chuyện này, tôi đã thấu hiểu được nó. Nó còn phải nhìn mặt thằng em mà. Chuyện của thế hệ trước chừa lại cho người của thế hệ trước đi giải quyết. Ông chủ nhậm, ông đã thấy rồi, mớ quốc bảo này bây giờ ở đây để mà tìm cách đưa tới Hồng Kông. Anh không nói chơi với tôi chứ? Lén đưa quốc bảo xuất ngoại là tội chết đó. Hơn nữa lại còn nhiều như vậy, biểu tôi làm sao chở đi Hồng Kông. Đây là vấn đề phải là của ông chủ nhậm rồi. Thế nào, bọn muốn tôi nói với ở bên ngoài là trước khi Đông Đại Quý chết có gặp được ông và có bàn chuyện lén được quốc bảo ra ngoài. Anh bây giờ nguy hiếp tôi. Tôi chỉ biết Đồng Đại Quý sau khi gặp được ông chủ nhậm và sau đó đã bị chết bất tử. Cho dù là vậy cũng không có chứng cứ chứng minh cái chết của Đồng Đại Quý liên hệ tông chủ của tôi. Sợ cảnh sát xét án thì phải còn chứng cứ. Đại ca của tôi có tài có tiếng trên giang hồ. Nếu như có một thủ hạ bị chết mà không đi trả thù, còn có thể đứng ở trên giang hồ được hay là sao đây? Bắt tôi nói bao nhiêu lần các người mới tin đây. Đã nói Đồng Đại Quý tự té xuống sông bị chết đuối thôi. Tôi tin hay không thì không sao, chỉ cần ông chủ nhậm giúp tôi chuyện này thì chuyện giữa chúng ta sẽ dứt bỏ. Có mấy món quốc bảo tôi có thể đổi lại một cái mạng. Ông chủ nhậm, mỗi làm ăn này đối với ông đã được lời. Thế nào, tất cả cho ý kiến hả? Thiệt là tươi ngọt, thơm quá. Thiệt là trơn á. Con cá này ăn thiệt ngon. Ngon đến nỗi không có thể ngừng đũa. Để tôi ăn cái đầu cá. Thì không ngờ ở trong một con cá có mặn có chua. Chưa ăn qua thì thị không biết. Thì ra ba người có thể kết hợp rất là tốt. Phải sư phụ, ông thấy sao? Món nhân sinh ngũ vị này mới đây có thể tập hợp được ba vị
vào chung một món ăn thì coi như không tệ. Nhưng mà muốn đi tới thành công thì còn cách xa dữ lắm. Cậu Mùi à, con phải cố gắng thêm. Dạ sư phụ, tôi sẽ cố gắng tiếp tục. Cụ Mùi à, anh có cái món nhân sanh tâm vị này, muốn lấy lại quyền dự thi đấu trù nghệ thiệt là dễ như trở bàn tay. Sư phụ nói là trù nghệ của tôi vẫn chưa tới nơi, cho nên biểu tôi khoan tham gia lần thi đua này. Không phải, cụ Mùi, tuy anh chưa có thể làm ra nhân sanh ngũ vị, nhưng với cái món cá ba vị này, sắc, hương vị với lại sáng ý, thì đã khá hơn mấy cái món chiều bài bào ngư di cá của các khánh lầu rất là nhiều. Nhị sư huynh, cho cửu muội đi tham gia đi, có ảnh thì sẽ càng náo nhiệt, càng chơi vui. Người ta có quy củ mà, bộ muốn chơi là chơi hay sao? Cửu muội, đời vẫn còn dài, vẫn còn nhiều cơ hội. Tôi sẽ cố gắng, sư phụ yên tâm. À phải, dưới bếp đã có nấu canh ngon, xem chút đã quên lấy ra, tôi lấy cho các vị. Đồ ăn sơ sài, Trần đại nhân xin đừng chê bai. Cả bàn đều là bào ngư gì cả, vậy kêu là sơ sài hả? Cái món chiêu bài của các khánh lầu chỉ có thứ này hay sao? Dĩ nhiên không phải à, Trần đại nhân, món ngon còn ở đằng sau. Phải đó Trần đại nhân, xin yên tâm, còn mấy món sau này thì bảo đảm ông hài lòng. Để coi thế nào hả. Lần này tôi cố tình tìm tới đây là muốn kiếm đồ ăn ngon mà thôi. Trần đại nhân, mời cả ly. Món này sao đặc biệt vậy? Đúng, chúng ta đâu có món này. Hả? Mã Vĩnh Trinh? Anh giả mạo người làm các khánh lầu. Thật ra anh là ai? Có phải muốn hình thích Trần đại nhân không? Sư phụ. Trần đại nhân, tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn Trần đại nhân thử coi cái món này của Hỷ Tương Phùng chúng tôi. Tại sao cứ phải kiếm chuyện với chúng tôi? Trần đại nhân, nếu như ông ăn qua con cá tầm vị này mà thấy ăn không ngon, tôi chết cũng nhắm mắt. Ha, còn ở đó khoe khoang hả? Trần đại nhân yên tâm. Một con cá có mặn, chua, cay, tam vị. Wow, nó không những ngon mà lại không mất đi vị tươi của cá. Hiếm hoi, thiệt là hiếm hoi. Thật ra cái món này có tới mặn, chua, ngọt, đắng, cay, năm vị tất thảy, gọi là ngũ vị nhân sanh. Là món chiêu bài của Hỷ Tương Phùng chúng tôi. Muốn cho Trần đại nhân giữ là một chút mừng sở, tạm thời chỉ cho ông thử ba vị thôi. Nếu như Hỷ Tương Phùng chúng tôi có thể tham gia thi đua lần này, chừng đó Trần đại gia nhất định có thể nếm đủ năm vị. Chỉ với con cá này đã đủ chứng minh Hỷ Tương Phùng càng có tư cách dự thi so với các khánh lầu các người. Được, tôi sẽ giao quyền tham tuyển của lần này giao lại cho Hỷ Tương Phùng. Hay quá, Cổ Mùi đã thành công rồi. Cổ Mùi đã thành công. Hay quá. Vì Cổ Mùi, tôi bị gì cũng không sao. Wow, giờ rồi các người cho thấy cái mạng nó nguy hiểm cỡ nào. Có bốn cây súng chỉa ngay đầu sư phụ, nhưng mà may là sư phụ đã nhắm mắt hy sinh. Nam Thiên Dương đã bị trung thần của sư phụ đả động thử món cá tam vị. Cậu Trinh thiệt là lợi hại đó. Nếu như là tôi không bị xón chảy trong quần cũng là ngất xỉu rồi. Bây giờ tôi mới biết thì ra cậu Trinh có khí thế nam tử như vậy đó. Có tình nghĩa, có dũng, có mưu, anh Trinh lợi hại. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, cũng không cần khoe khoang quá. Bây giờ coi như là thuyết phục Nam Thiên Dương, tiếp theo đây là phải coi cụ mũi anh. Ý đẹp của anh tôi cảm ơn. Tôi vốn không nghĩ qua tham gia cuộc đua lần này, đến tôi còn tưởng xong xuân vì qua lão thái không ăn được con cá tam vị của tôi mà bị buồn. Để tôi bỏ công làm thêm một lần nữa.
Thì ra là các người cấu kết gạt tôi. Có tôn trọng ý nguyện của tôi không? Cổ muội, đừng có phản ứng quá lớn. Cùng lắm tôi nói xin lỗi với anh. Chúng tôi làm vậy chỉ là muốn anh được vui. Cổ muội à, anh tham gia cuộc thi đua lần này, chừng đó là có thể dương danh lập mạng. Nếu như được thắng thì sẽ trở thành trù thần ngay. Anh có giận tôi cũng không sao, chỉ là tôi không muốn anh vì giận tôi mà lại bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Nếu như anh thiệt nghĩ cho tôi, anh phải nên biết tôi vốn nấu không ra nhân sanh ngũ vị, nhưng anh lại độc hành độc đoán đi hứa với người ta. Tới chừng đó lỡ tôi nấu không ra, ai sẽ bị nhục nhã? Là tôi nè. Chuyện của tôi biết tự giải quyết, không cần anh lo lắng. Tôi không muốn làm hình nộm giật dây của các người nữa. Các người có hiểu hay không? Thiệt là tức quá. Mã Vĩnh Trinh cứ đòi chống chọi với tôi, khi không giật đi cái quyền tham tuyển đó. Cái mớ quốc bảo bây giờ không biết xử lý thế nào. Chúng ta vốn là mượn việc các cánh lầu Thế Hồng Câm tham gia thi đua để thuyền của họ chở quốc bảo của mình. Bây giờ chỉ là tủ gia khác thôi, khách vẫn dùng được mà. Các cánh lầu đâu có giống Hỷ Tương Phụng. Điều mà Hỷ Tương Phụng khác nhất cũng chỉ là tiểu sư muội của ông. Ông không muốn liên lụy tới cổ. Ông hãy tự suy nghĩ cho kỹ. Bên Hùng đại ca đẹp dữ lắm, mớ hàng đó bất cứ giờ nào cũng phải đem đi. Còn về việc hại ai phải coi ông xử thế nào. Đã không còn thời gian, quyết định cho mau. Có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Tiểu sư muội của anh vừa rồi đang ở ngoài cửa nghe lén các người nói chuyện. Tôi không có. Tôi định làm điểm tâm để cho nhị sư huynh ăn. Ai về rồi rồi bị bả hù một cái rớt xuống đất hết ăn rồi. Anh đừng có tin cô ấy phi dương, cô chỉ là giả khùng giả điên thôi. Ai nói tôi khùng? Khùng nó là chú lùn mẹ của nó. Nhị sư huynh, chừng nào rảnh rỗi dẫn em đi thả diều. Nhưng mà đừng bao giờ tới chỗ lần trước, chỗ đó nguy hiểm quá. Xém chút tôi đã bị lằn xuống núi. Tôi hỏi bà, sao khi không dẫn tiểu sư muội đi thả diều hả? Tôi muốn dọa thám nó có phải nó giả điên hay không. Tôi lo là nó gây bất lợi cho ông. Chuyện của tôi không cần bà lo tới. Tôi quen biết cô bấy lâu, cô bị khùng thiệt hay khùng giả tôi nhìn một cái là nhìn ra được. Tôi dạo này vì chuyện công đã bị nhức đầu lắm rồi. Bà làm ơn đừng có giở trò nữa, có được hay không? Nếu không phải con hồ ly tinh đó, tôi có cần phải giở nhiều trò như vậy sao? Tôi cảnh cáo bà, đừng có mở miệng cho cổ là hồ ly tinh. Nhưng nhìn của tôi cũng có chừng mực. Má nuôi thì sao, má giả bệnh giả khờ. Tại sao chuyện lớn như vậy mà trước đó không chịu nói với con? Là má biểu xong xuân giấu con thôi. Cũng may là má không có gì. Má nuôi à, chuyện đã qua thật lâu, thôi đừng có điều tra nữa. Vĩnh Trinh, nhưng mà... Đừng có nhưng mà. Bây giờ vợ của Nhậm Phi Dương đã sanh lòng nghi ngờ tới má. Lần trước đưa má đi thả diều khẳng định là muốn gây bất lợi tới má. Má đâu có biết lần sau bà lại dùng kế gì. Phải đó Nhật Lam, cả Vĩnh Trinh cũng nghĩ suốt. Chị đừng có gì chuyện trước kia mà giằng co. Chị đó đừng có mạo hiểm nữa. Phải, sau ngày Thắng Thiên bị thương nặng, con đã nghĩ thông suốt. Con chỉ mong mỗi một người bên cạnh của con đều bình an vô sự. Má à, má hãy nghe con nói, đừng có giả điên đi điều tra Nhậm Phi Dương nữa được không? Được rồi, má nuôi đã lớn, má có chừng mức. Nhưng mà tôi phải tiếp tục giả điên. Không lẽ đột nhiên ngày mai thức dậy đi nói với người ta tôi được khang phục rồi hay sao? Đúng à, hình như là quá đột ngột khiến người nghi ngờ. Chuyện này dễ xử, má có thể nói là đập trúng đầu một cái rồi lành lại, hay nói là uống một viên tiền đơn được lành lại. Còn không á, đi vô nhà cậu trở ra là hết chuyện, vậy cũng được mà. Ê, đây là món cá nhân xanh ngũ vị của cậu à? Tôi cũng lần đầu tiên nấu ra thôi. Nè, đây là đầu cá rang muối, bụng cá giấm chua, đuôi cá nấu khổ qua, thịt cá ớt hiểm, còn ở giữa là cá hung đường quế hoa. Quả nhiên là mặn chua đắng cay ngọt, có cả năm vị. Theo tôi lợi hại nhất là năm cái vị này có thể làm trên cùng một con cá. Cô muội, lần này ra thi đua anh chắc chắn sẽ thắng mà. Có chuyện dạng xong rồi hãy nói, cầm đũa mau. Thử coi. Cô muội,
Cá nhân sâm ngũ vị này thiệt rất là khá. Thiệt? Ừ. Cũng may là lần trước lấy con cá cho Nam Thiên Dương thử. Nếu không chôn vùi thân phận của anh đó anh của muội. Anh đừng có hiểu lầm. Chuyện này không hoàn toàn mắc mớ tới anh. Tôi chỉ nể mặt sư phụ và Song Xuân. Biết rồi, nể mặt ai cũng được. Quan trọng là chịu thi đua. Cửu muội, có phải vì giá của tôi có vấn đề hay không? Cá hùng đường quế hoa này ngọt một cách lạ. Thiệt, để con coi. Phải ha, trông vị ngọt như của phần chát. Phải. Các người ăn ra được. Sự thật khi tôi nấu cũng thấy là vị ngọt có chút kỳ. Không có sao cả. Lần trước anh chỉ làm ba vị đã khiến Nam Thiên Dương thì là thích thú vô cùng. Lần này cả năm vị chỉ là một vị ngọt hơi kém thôi. Tôi khẳng định là anh sẽ được khen thưởng. Anh tưởng ai nấy cũng như anh làm việc qua loa sao? Là một đầu bếp thành công, nhất định phải truy cầu hoàn mỹ. Vị ngọt này có vấn đề, nghĩa là chưa được hoàn mỹ. Không sao. Ây dạ. Tay, tôi đem vô làm lại. Thiệt là không có gì. Lấy cả con đi à? Phải. Đâu cần nghiêm túc tới như vậy. Nếu mai này con chọn vợ, trên mặt người ta có một nốt ruồi con cũng không chịu. Thật ra con muội đã xuất hiện vấn đề gì? Tôi biết. Hả? Cái gì? Kiếp này của muội đã nếm đủ mặn chua đắng cay, chỉ là chưa có nếm mùi ngọt. Nếu như chúng ta khiến vị ngọt của anh được thiện mỹ hơn, thì kiếm một người chịu thiệt thòi cho anh nếm mùi vị ngọt ngào. Nhị nương, anh kêu bà đó. Vì không mấy tốt. Đã nhớ kỹ là tất cả rồi hay chưa? Mọi gì đã sẵn sàng. Cô muội, những gì sư phụ dạy cho cậu đã dạy hết rồi. Có thể làm rạng danh Trấn Giao Giao hay là không, phải coi vào cậu. Yên tâm đi sư phụ, tôi nhất định tận hết sức mình, quyết không phụ lòng dạy dỗ của sư phụ bấy lâu đối với tôi. Lần này thì Trấn Giao Giao phải nhờ cậu. Anh Trinh, chúng tôi chuẩn bị cho các người vượt giỏi nhất về thì sẽ đãi mấy bữa tiệc để chúc mừng. Chỉ đãi mấy tiệc à? Sao không phải là đãi mấy mươi tiệc nhân tiện mừng hai đứa đám cưới à? Kim Phụng đã bị đỏ mặt, đừng có cười cổ nữa. Nè, các thiết thực tài đã chuẩn bị xong chưa? Thì tôi đã kiểm cả đêm, chuẩn bị sẵn sàng. Tôi làm việc cô hãy yên lòng. Thôi được, đã gần tới giờ rồi, có thể lên đường. Mình đi. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Tất cả ngay đây, không ai được phép xuống tàu. Bộ kinh, bộ hiến, bộ hào cú tây. Bộ huy làm giang hề, nhân sân, như tay đô châu thiết đề. Chuyển góc yếu, chuyển kỳ, chuyển chắc nhá, trọi xuân ta. Như trang liệu sâu phế, lâu hà hủy xì, ngô đích chi kỳ. Châu xì sang mê, chân thọc khuôn hỷ. Châu xì xuyên phủ kỳ, nhị kiếm xây mê. Châu xì phân hôn, kêu ngô sáng hỷ. Lâu sáng yêu nể, hân nể, phú sâm chợt thêm mấy.